truy cập trang web đấtđồngradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy, để nghe truyện không quảng cáo. Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Và như thông lệ thì ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi thơ về cho kênh. Chúng ta đã đi đến câu chuyện thứ 123, một câu chuyện có tên là Ma đánh ghen. Câu chuyện này cũng rất là đặc biệt vì được gửi đến từ Bạch Cúc, là một tác giả đang rất được yêu mến trên kênh Đất Đồng Radio, với một cái chuỗi câu chuyện về cô pháp sư miền Tây, cô Tư Trân ở trên kênh Đất Đồng Radio đó. Bà con nào chưa nghe và cũng có thể tìm nghe trọn bộ cái series này ở trên website đấtđồngradio.com, cũng là của ekip chúng ta xây dựng. Cúc, đây là một câu chuyện mà Cúc từng được bạn của mình kể về quê của bạn ấy, câu chuyện xảy ra ở quê bạn ấy. Bạn chỉ nói quê miền Trung thôi, chứ không có nói cụ thể là ở tỉnh nào, huyện nào. Thời điểm xảy ra câu chuyện thì là từ xa xưa, thời ông cụ của bạn, mà theo như miền Tây mình thì kêu bằng ông Sơ đó, tại vì là ông ngoại của ông nội. Thì năm đó ông cụ cỡ 18, 19 gì đó, thì tuổi đó là đã đi coi mắt bà cụ rồi. Thì trong xóm ông cụ cũng có một cái gia đình kia mà giàu lắm, tiền muôn bạc dạng xài không có hết. Cái ông đó là con út trong nhà, mà hết thảy anh chị đều đi lấy chồng vợ, duy chỉ có mỗi ổng là chưa có ai chịu. Bị sao? Bị ông xấu lắm. Tướng tá thì mỏng cơm, lưng thì tôm, mặt trổ. Nói chung là tả cho kỹ thì thành ra miệt thị ngoại hình người ta. Cho nên thề kể mình tả bao nhiêu đó là được rồi. Thêm cái tật là ổng ở dơ. Ổng mà đứng trên gió cách đó dừng chục thước là còn nghe mùi. Bởi vậy mà đàn bà giá nhìn ổng còn chạy làng, chứ huống nói chi là con gái. Thì ban đầu ổng tính ở về chờ có người chịu thương thì ổng lấy vợ. Nhưng mà chờ hoài không ai chịu lấy hết trơn á. Cuối cùng là ổng phải quyết định là phải đi mua vợ. Ổng đi tuốt lên trên mạng ngược mua về được 3 cô vợ. Mà nghe cô nào cũng đẹp. Có điều là không có rành tiếng Kinh thôi. Ổng lúc nào ổng cũng tự hào là vợ ổng đẹp nhất cái vùng này. Mà đúng là thật, 3 cô đó đẹp tới nỗi mà khi về được mấy năm á, tai bồng tai bế rồi mà đi ra đường trai thân còn phải mê. Cái ông này thì ổng mới nổi máu ghen tuông dữ lắm. Ổng đánh 3 cô vợ của ổng quá trời luôn. Cứ mỗi lần lên cơn ghen là ổng cột tóc 3 người vô trong cột nhà, rồi ổng lấy đòn ổng đánh. Đánh riết mà người ta biết, người ta không có dám nói chuyện hỏi han gì mấy cô này luôn. Có một lần ổng dắt cô vợ lớn đi chợ để xách đồ cho ổng. Cô đó cổ bới cái tóc cao trên đỉnh đầu đẹp quá trời đẹp. Rồi không biết tại sao mà cái búi tóc nó của cổ á, nó bị bung á, nó sổ ra. Cái nó rớt vô trong mình của một anh đi gần rồi đó. Trời ơi, cái anh nó đứng ngẩn ngơ luôn. Cái hình ảnh nó quá đổi là đẹp đi. Nhưng mà đối với cái ông này thì là không. Ổng nổi máu điên lên, ổng nắm tóc vợ lôi sành sạch về nhà trước mặt biết bao nhiêu người trong chợ. Tóc cô ta dài tới nỗi quét xuống đường mà khi bị ông chồng lôi đi. Cái về tới nhà, ổng không nói không rằng gì hết. Ổng chụp cây kéo ổng cắt phăng đi mái tóc của cổ. Ổng cắt sát da đầu luôn, nham nhở ra. Hai cô kia thì sợ quá không có dám can, mấy đứa nhỏ thì la khóc quá trời. Dân người ta đi đường hay là nhà gần đó đều nghe thấy tiếng gào thảm thiết của cô vợ lớn. Nhưng mà đâu có ai vô đó được. Nhà ổng thì nhà giàu mà kính cổng cao tường. Với lại cái nết của ổng hồi nào giờ ai không biết, vô can có khi thiệt thân thêm. Mọi chuyện trong nhà ổng mà lan ra ngoài đều là từ một tay của cô người ở, của đi chợ, của cô tiết lộ ra thôi. Thì tội cho cái cô vợ đó lắm. Sau khi bị chồng hành hạ tàn nhẫn như vậy thì cổ treo cổ tự tử ở sau cái nhà củi. Bởi vì tập tục xa xưa của cái dân tộc của cô á, là đàn bà con gái quý cái bộ tóc như sinh mạng. Nay vì một cái chuyện không đâu mà ổng nỡ cắt trụi đi. Cô coi đó là một nỗi sỉ nhục lớn trong cuộc đời của mình, lớn nhất không thể nào vượt qua được. Người ta còn phát hiện là miệng của cổ cắn chặt một lóng tai của chính mình, nhìn nó kinh dị lắm.
Đó, thì hai cô vợ kia mới rùng mình giải thích bập bẹ bằng tiếng Kinh. Thì là đại loại là cái đó là một lời nguyền. Cô vợ lớn đang nguyền rủa một người nào đó, và khả năng là nguyền rủa chính người đàn ông chồng ác ôn trong ngôi nhà của mình. Xưa nay người ta nói là có tiền thì là có tiên có Phật. À, có tiền thì chuyện gì cũng giải quyết êm xuôi. Với lại ai cũng thấy là cô vợ chết vì tự tử mà, chứ đâu có liên quan gì tới ổng. Mà ví dụ như ổng có đánh chết vợ, ổng nói là bệnh chết cũng không ai dám làm được gì ổng hết trơn á. Cho tới một ngày, có cái ông kia ổng đi bắt rắn. Ổng thì bắt rắn thì phải đi dài dài theo mấy cái bờ bụi á. Ổng chui vô trong cái bờ được có một chút à, là ổng tóc ổng chạy ra, mà ổng la làng la sớm quá trời luôn. Mà cái chỗ đất đó không có nhà ở, cỏ mọc, đồng trống không à. Ổng chạy vô tới cái khu có người rồi thì ổng thở hết nổi rồi. Ổng lôi người ta ra, ổng cứ chỉ trỏ trỏ vậy đó. Người ta tuy là khó hiểu lắm, nhưng mà nhìn cái điệu bộ của ổng thì cũng muốn đi coi coi ổng muốn chỉ cái gì. Thì tới chỗ đó nguyên một đám kéo vô thì la trời không. Thì tới đây thì chắc mọi người đoán được cái gì rồi, là một cái xác người. Nhưng mà cái xác nó kinh dị ở chỗ là nó te tua tơi tả đúng cái nghĩa đen luôn. Mặt thì rách nát, mấy ngón tay ngón chân thì bị chặt hết, quần áo thì bị lột sạch, da trên mình cũng lột từng mảng lớn luôn. Nhìn qua không biết ai là ai hết. Phải đi loan tin là có người chết vậy 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 đó, ai có người nhà mất tích thì tới nhận diện. Cuối cùng là không có ai trong làng mất tích hết, chỉ duy nhất có một nhà thôi. Đó chính là cái nhà của ông nhà giàu đó. Tới thời điểm đó thì hai cô vợ còn lại của ông ta đã nói tiếng Kinh kha khá rồi. Nghe người làng báo tin thì hai cô mới chạy tới coi. Nhưng mà nhìn cái tình cảnh đó ai gan dạ cỡ nào cũng phải sợ. Nhìn thấy phát ớn. Mấy ông đàn ông còn không dám lại gần mà. Đấy, cái sau một hồi thì cái cô vợ thứ ba cổ mới hết lấy hết can đảm. Cổ đi lại cổ nhìn vô cái lòng bàn tay phải của người chết á. Tại vì vợ chồng mà, phải biết được đặc điểm mà cụ thể để mà nhận diện chứ. Thì cuối cùng là cổ gật đầu, chỉ vô cái xác, chứ không nói được, kiểu sợ quá cứng lưỡi luôn rồi. Thì ra là trong lòng bàn tay của ông chồng có cái vết thẹo dài. Thì cái này không biết vô đâu, nhưng mà chắc chắn là ổng rồi. À, xác định được người chết rồi thì người ta mới thu gom những cái gì là của ổng lại hết, rồi khiêng về nhà cho vợ con làm đám tang. Cha mẹ của ông này thì mất hết rồi, dòng họ ai cũng giàu hết, mà cũng đều có chung một cái là không có cảm tình gì với ông này. Đám tang cũng có mặt một chút rồi người ta cũng về. Mấy anh chị của ông cũng không có đá động gì tới chuyện nhà cửa ruộng đất tài sản gì hết trơn á, giao hẳn lại cho hai cô vợ của ông, muốn làm gì thì làm. Còn nói về nguyên nhân cái chết của ông á, thì người ta nghĩ là do gặp cướp. Vì cái bữa ông đi khỏi nhà, ông đem theo tiền rất là nhiều. Ông có hẹn gặp người ta để mà mua cái thứ gì đó quý hiếm ở trên rừng, người ta không có chịu giao tới nhà. Thì lúc đêm chỉ nói đại loại vậy thôi, chứ đâu có nói kỹ đâu. Cái tánh ổng nói nhiều đó là nhiều lắm rồi đó. À, nhưng mà người ta vẫn không hiểu. Không hiểu là sao, là cái là cướp thì cùng lắm giết cho chết rồi cướp thôi. Chứ mắc mớ gì chặt tay chặt chân rồi lột da làm chi cho cực. Phải không? Thì cái cô vợ thứ hai cũng mới đoán là ông này ông gặp cái người bán đồ rừng thiệt. Nhưng mà xui là cái nhóm đó là nhóm luyện phép đen, thầy tà thuật gì đó. Thì thấy ổng có nhiều tiền thì cướp, rồi sẵn đó lấy vài bộ phận của ổng về để luyện phép luôn. Tại vì ngày trước còn có nhiều nhà, nhiều lần cô nghe những người lớn nhắc tới, lúc mà còn ở trên nhà đó, trên mạng ngược đó, thì nhắc tới những cái ông mo luyện phép đen, có khi còn cả chặt đầu người ta để mà luyện nữa. Nhưng mà những người đó sống ẩn ở trong rừng, khó thế nào mà bắt được họ hoặc là tìm được họ lắm. Đoán thì đoán vậy thôi, chứ ai mà biết rốt cuộc nó đã xảy ra cái chuyện gì. Cái thời đó nói xin lỗi chứ ai mà chết là do xui thôi. Nếu gia đình không có quyền thế thì cũng không có làm tới nơi tới chốn được, trừ cái chuyện mà xử nhau mạng đổi mạng thôi. Với lại hồi còn sống ông đối xử tác tệ với người vợ nhà vậy thì họ cũng đâu có hết lòng mà phải
bỏ tiền muôn bạc vàng ra để mà truy tìm cái chết này để làm gì, cũng không để làm gì. Sau cái chết của ổng thì hiển nhiên là hai cô vợ thành hai bà chủ trong nhà, vẫn giữ lại cái cô người ở, rồi mướn thêm người về làm ruộng làm vườn. Tiền của trong nhà còn nhiều lắm mà. Nhưng mà cái cô người ở, cổ không có ở đó thêm được lâu. Bởi vì cổ nói có lần cổ dọn dẹp ở dưới bếp lúc gần đi ngủ thì nghe kêu một tiếng ê. Cổ quay qua một cái là cổ xỉu cái ập tại chỗ luôn. Tại vì cổ thấy ông chủ đã chết của mình đứng ở đó, đứng ngay trong góc nhà. Mình mãi của ổng y chang như cái hồi người ta phát hiện ra xác vậy. Cổ nằm cổ xỉu mà có ai đó dỗ dỗ vô mặt kêu dậy, thì cổ lờ mờ mở mắt ra. Thì lúc đó nguyên cái mặt máu me của ổng đưa sát tới gần mặt cổ. Ổng cứ thở ra khì khì mà ổng không nói gì hết trơn á. Trời ơi, cổ lết vừa khóc. Muốn xỉu tới nơi mà phải ráng lết đi vì sợ là còn gặp, nằm đó là gặp ổng tiếp. Cổ lết ở dưới đất, ổng thì cứ đi kế bên mà kêu ê ê. Đúng cái lúc tưởng chết tới nơi rồi thì hên sao bà chủ thứ ba bả đi xuống. Mà bả đi xuống cái là ổng biến mất tiêu. Cái cô người ở này thì qua trận đó sợ tới không có dám kể lại luôn, diện lý do là nhà có việc, xin về nhà rồi trốn luôn. Hai người vợ còn ở lại phải chia nhau ra công làm công chuyện nhà. Lúc trước thì hai người chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, là con chung của ba người á. Còn cái cô người ở là cổ lo chuyện bếp núc. Bây giờ cổ đi rồi thì công chuyện nhiều hơn một chút thôi, nhưng mà làm rồi thì cũng quen, cũng không có vấn đề gì. Cái đợt đó vô vụ lúa thì hai người mới thay nhau cơm nước đem ra cho thợ. Tại vì ruộng đất nhiều mà, mướn thợ rất là đông. Mỗi lần mà đem cơm là phải gánh hai cái thùng lớn mới đủ. Vậy đó, mọi chuyện diễn ra vẫn bình thường. Ban đầu người ta còn e dè vì nghĩ hai người đó là bà chủ mà. Nhưng mà dần dần thấy họ thân thiện lắm, không có giống ra dáng chủ cả gì hết, nói chuyện hỏi han cũng thoải mái lắm. Cả cái vùng đó ai mà không biết chuyện hai người hồi đó bị ông chủ ông đối xử tàn nhẫn ra sao. Rồi bây giờ ông chết rồi thì họ cũng thấy mừng cho hai người đó. Thì có một anh trong đám làm mà anh mới nói là mới ghẹo thôi, nói thôi dù gì ông chủ cũng chết rồi, hai cô cũng tính đường bước đi nữa chứ, đi bước nữa đi. Thì cổ cũng cười cười vậy thôi. Chiều đó mọi người làm gần xong rồi, đợt này là cấy gần xong rồi, cho nên là ráng ở lại cấy cho hết luôn để nghỉ. Thì lúc đó sập tối, mọi người mới hú nhau đi về. Cái ruộng nhà đó thì rộng bạc ngàn, mà nguyên một đám kéo nhau đi trên bờ cỏ, đi có giò có dọc cho nó nói chuyện rôm rã lắm. Tới hồi mà để ý lại thì tự nhiên nghe ạch đùi ở phía sau á. Nhìn lại thì thấy lờ mờ là cái anh hồi trưa mà anh ghẹo cái cô vợ thứ ba đó. Anh đang lăn lộn đấm đá gì trên bờ ruộng. Nguyên đám mới chạy tới cứ hỏi là mày sao vậy, mày làm gì vậy? Mà anh không có nói, cứ gầm gừ trong miệng rồi cứ lao vô đánh không khí, đánh vô bờ đất tùm lum. Tại không vậy đó, anh đấm vô bờ đất mà tứa máu luôn, mà làm như không biết đau vậy, cứ đấm tới. Mọi người phải ráp nhau dằn ổng lại rồi kéo ổng về. Giả dụ quá rồi cuối cùng khiêng về luôn. Về tới nhà anh mới kể là đang đi chứ tự nhiên có ai ở dưới ruộng nhào lên hút giò anh. Đang đi cho nên mất đà té cái ạch. Mấy ông kia thì lo nói chuyện giỡn đâu có để ý. Anh vừa té xuống một cái thì có người nhào vô đánh đấm ảnh quá trời luôn. Anh không có biết người đó là ai, nhưng mà đánh mình thì mình đánh lại chứ sao. Lúc mấy người này can tra thì cái đứa đó vẫn còn đu theo mà đánh. Còn mấy ông nội này nghe thì óc cục nổi lên hết trơn luôn. Tại vì mấy ông đâu có thấy ai đâu, thấy mỗi cha nội này đánh lộn một mình à. Mà nghĩ lại cái đất đó mấy ông đi làm nào giờ đâu có ma quỷ gì. Ông này ông cũng tỉnh, mấy ông cũng tỉnh táo chứ đâu phải là nhậu nhẹt gì đâu. Cái nói chuyện một hồi thì thôi, ai cũng phải về nhà nấy. Nhưng mà lạ là tới chừng sáng ra gặp lại thì hỡi ơi luôn. Mình mấy mặt mày của cha nội đó bầm xanh bầm tím cục cục lên. Không ai nghĩ là có thể bầm được nhiều như vậy. Má ông biểu chắc là bị ma đón đường quánh thiệt sao, hay là nói bậy cái gì đó phạm tới người âm. Bà tính nấu mâm cơm bà cúng,
Mà ông này ông gạt phăng đi, ông nói thôi cúng kiến cái gì. Ba cái đồ ma quỷ đó lâu lâu gặp người ta chọc phá thôi. Thì bẵng đi mấy tháng trời sau tới mùa gặt. Thì lúc trước là cái xong rồi mấy tháng sau là tới gặt. Thì bên đó có mướn mấy ông này qua làm tiếp. Thì cái cảnh gặt nó còn vui hơn cái cảnh cấy nữa. Tại vì lúc đó đất đai nó khô ráo rồi. Gặt xong thì bó thành từng đống chất cao lên vậy đó. Tới giờ chiều thì mọi người ngồi luôn với ruộng, chứ không có đi vô chỗ mát ngồi như giữa trưa. Thì đang ăn cơm thì gió nó thốc lên một cái, bụi bay tùm lum hết, bay luôn vô mắt cái cô vợ thứ ba. Thì có cái anh ngồi gần đó, ảnh mới cổ mới mượn ảnh thổi giùm cái hộp bụi ra giùm. Tại vì cái hộp bụi đó nó lớn quá, không có tự lấy ra được. Mà trùng hợp thay là cái anh này là cái anh mà hồi đợt cấy là đánh lộn với ma đó. Vừa thấy bụi vừa kể cho cô nghe cái vụ hồi đợt đó. Cái cô này nghe cổ sợ quá trời quá đất luôn. Cậu mới nói thôi mấy anh tranh thủ về sớm đi, chứ trễ về ớn quá. Rồi xong rồi mới sực nhớ là tối nay phải giữ lúa. Cái cổ cũng hơi băn khoăn. Nhưng mà đúng lúc đó thì mấy ông này ông cũng săn sái đăng ký ở lại giữ lúa luôn cho. Cậu mới chạy vô nhà, cậu lấy mùng mền ra cho mấy ổng. Mấy ổng còn ghẹo là lần đầu tiên thấy giữ lúa mà cũng có mền đắp nữa. Cậu mới nói là một câu là thôi kệ đi, đắp cho ấm, tôi giặt chút xíu chứ gì, chứ để mấy anh lạnh tội nghiệp. Vậy đó, rồi ai về việc nấy, cậu cũng dọn dẹp qua, cậu gánh đồ về. Mấy ông này thì ở lại ngoài ruộng. Thì chuyện lại bắt đầu đêm đó nó lại xảy ra. Là cậu đang ngủ thì cậu giật bắn mình lên, vì bị ai đó dỗ dỗ vô mặt. Mà giống như giả chứ không phải dỗ nữa, thiệt là mạnh. Cô giật mình dậy thì cô thấy có ai đó đứng ở ngoài mùng. Người đó đứng án cái ánh đèn dầu, cho nên là nhìn đen thui không có biết là ai. Cô giật mình, cô mới kêu chị ơi cứu em. Chị ý là bà chị hai á, là vợ hai á. Mà kêu chưa hết câu nữa thì cái người đó đã nhào tới bóp cổ cổ rồi. Cái mùng vậy đó mà người đó nhảy xuyên vô trong luôn, đưa tay siết cổ cổ, rồi làm cái hành động giống như là muốn cưỡng bức cổ vậy đó. Vừa làm vừa đai nghiến cổ là, rồi chửi cổ là con đĩ lăng loạn, cho mày chết. Cổ giải quá trời giải, la thì la không có được, bị bóp cổ mà. Một chập vậy đó mới thoát ra được. Tại vì cái cô vợ thứ hai cổ chạy qua cổ lay. Cô chị thì thấy cô em đang ngủ mà lăn lộn la khóc. Còn cô em thì thấy cô chị vừa chạy vô lay mình, thì cái người đó một lay một cái là người đó biến mất liền. Ngồi dậy được rồi mừng muốn khóc luôn. Rồi ngồi dậy tới sáng luôn chứ không dám ngủ nghe gì nữa hết á. Còn mấy cái ông ngoài ruộng á thì mới khổ. Cứ đang ngủ bị kéo giật cái mền tụt mất tiêu hoài. Trời đêm thì nó lạnh, mà cứ bị giật mền cho nên mấy ông cũng quạo. Nhưng mà nhìn thì không thấy ai hết á. Cũng đâu có ai chọc kẹo gì đâu. Hết ông này tới ông kia bị. Rồi đặc biệt là cái anh chàng mà quýnh lộn với ma hồi mấy tháng trước á, anh bị giật mền mấy lần là anh quạo rồi. Anh mới cầm cái mền cứng ngắc vậy đó, mắt thì mở hí hí ra coi ai mà chơi kỳ cục vậy. Mà anh đợi hoài không có thấy ai. Hồi cũng buồn ngủ tiếp, mới nằm thiêu thiêu hà, mà cái tay vẫn còn nắm cứng cái mền nha. Thì đột nhiên anh bị giật một cái mạnh tới nỗi mà anh kéo anh bật ngồi dậy luôn. Anh mở con mắt thao láo ra thì thấy có một thằng cha ngồi chồm hổm ngay dưới chân mình á. Càng nhìn kỹ thì anh càng nổi óc cục lên. Bởi vì da thịt của cái thằng cha đó từ từ rớt xuống từng miếng nha. Răng thì nghiến trèo trèo. Thằng cha nhào vô đánh cái anh này quá trời đánh. Miệng thì chửi là dám rớ vợ tao, tao cho mày chết. Mà cái lần này thì ổng không có đánh lại được cái nào. Cứ ngồi im chịu trận cho thằng cha đó đánh. Mấy ông nằm gần thấy hết, mà cũng bị y như vậy. Mình mẩy cứng ngắc tê rần lên không có làm gì được. Thấy bạn mình bị đánh mà không phụ được tức lắm. Phải một chập rất là lâu thì cái thằng cha đó mới biến mất. Mấy người này từ từ mới tỉnh dần. Nhìn lại thì anh kia anh sụi lơ rồi. Hai ông mới hè nhau dắt ông này chạy về nhà, kêu một ông ở lại canh lúa. Cái ông phải ở lại cũng muốn về lắm chứ, nhưng mà phải ráng ở lại. Sợ tới nỗi mà một con nhái nó tự nhiên nó kêu lên nghe cũng giật mình. Vậy đó mà qua bữa sau cái anh bị đánh đó hồi đêm á, anh chết.
Trước khi chết còn kịp nói là cái thằng cha nhà giàu đó đánh ghen. Ghen rồi đánh, rồi đòi bắt hồn ảnh. Người nhà khóc quá trời khóc. Nhìn bên ngoài thì nguyên vẹn nha, không có một vết tích nào. Nhưng mà ông thầy thuốc ông nói là trong dập nát hết rồi. Cái này là con người không thể nào làm được như vậy. Rồi mấy cái ông này mới kể lại, mấy ông canh lúa chung á, mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Người nhà nghe vừa sợ mà vừa tức. Má cái anh đó mới đi hỏi thăm nhiều lắm, mới biết được có một ông thầy rất là giỏi về bùa phép. Bà vét hết tiền trong nhà, thêm cái tiền mà hai cô vợ đem qua để mà phúng điếu an ủi gia đình á. Bà đi lại lục năn nỉ ông thầy đó làm cho một cái lá bùa yểm mã. Bà đem về bà lén yểm lên cái mã của thằng cha đó. Đương nhiên là hai cô vợ không biết chuyện này, bà làm lén lúc mà. Nhưng mà từ từ thì mọi người trong xóm cũng biết, rồi cũng thấy tai hai cô vợ. Nhưng mà cũng không thấy hai cổ phản ứng gì hết. Thì giống vậy đâu có miếng tình cảm nào với chồng mình đâu, mà còn bị đánh đập hành hạ lúc sống nữa. Thì nói sao mà họ không làm ngơ, phải không? Thêm phần nữa, tới khi làm ma rồi mà còn hành hạ họ được, thì thôi họ cũng im luôn. Rồi đêm đêm bóng buổi tối á, cứ nghe thấy tiếng người ta hay nghe thấy cái tiếng rên khóc từ cái khu mã của cái nhà nó vọng ra suốt một thời gian dài. Thời gian sau này thì hai cô dắt con đi khỏi làng, không có ở đó nữa. Người ta không biết họ đi đâu, có người đoán là họ về lại bên mạng ngược. Còn cái miếng đất đó thì cho tới thời điểm hiện tại bạn của Cúc nói là không có xác định được nó ở đâu. Người lớn họ không có chỉ rõ, họ chỉ nói chung chung là ở phía cái con lộ lớn á, cách nhà của bạn chừng vài trăm thước thôi à. Tại vì bây giờ là có người ở rồi, mình chỉ bậy mà không ảnh hưởng tới người ta. Đó là cái câu chuyện vậy đó. Nội dung của video chuyện ma số 123 ngày hôm nay. Cảm ơn Cúc đã gửi chuyện về cho kênh. Cảm ơn quý bà con ha. Nhân tiện đây thì có một chút nhỏ giới thiệu là ekip vừa mới xây dựng xong một cái kênh mới. Nhận thấy là quý bà con rất yêu thích những cái câu chuyện đồng quê, hương đồng gió nội, quê hương của mình. Cho nên là ekip có thành lập và xây dựng thêm một cái kênh tên là Đất Quê Radio. Thì quý bà con, nếu kênh đó không có ma cỏ gì hết, là không phải là chuyện tâm linh, mà chỉ là những cái chuyện về đồng quê, quê hương và gia đình thôi. Thì quý bà con nào nếu như thích nghe những chuyện như vậy thì qua ủng hộ nha. Bên đó là sẽ có một bạn MC chính đảm nhận và giọng đọc rất là hay. Huy nghe Huy cũng rất là thích vô cùng, và tự tay chính Huy là người đã hỗ trợ bạn và chọn bạn đọc cho kênh đó. Tên Huy đi, sẽ đem đến cho quý thính giả rất nhiều những cái trải nghiệm mới và đem về những cái ký ức tuổi thơ trong một cái miền thời thơ ấu rất là hay. Mời quý thính giả cùng qua đăng ký ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý bà con ở video sau.